Chào mừng chị các bạn đến với kênh Huyền Trần TC. Đây cái đơn hàng đặt trên Lazada hôm ngày 26 tháng 10 năm 2023 là cái sản phẩm là máy bơm khí lốp ô tô xe máy bơm hơi. Tức là cái này là máy bơm điện tử, cái này đang đặt ở shop bên Trung Quốc nha. Giá là 438k tại viện vận chuyển bên đây. Giờ cái máy này thấy khá ok, em sẽ cùng bóc hộp chia sẻ cho các bác quay tham khảo nha. Đây, vừa nhận đây, đơn hàng đây. Bóc. Đây hàng kỹ thế này. Đây. Nặng phết đấy. Nhìn cái máy có vẻ nặng. À đây, ok. Bóc này ra. Giá là 400 mấy so với hàng Xiaomi. Xiaomi thì đang bán những cái bơm này nó rơi vào cỡ 600 mấy 700. Cái này 400 mấy khá ok. Đây. Thì em đặt đây 26 tháng 10 2023 lúc 15 giờ 30. Đó. Cầm khá chắc chắn, dây sạc này. Dây sạc tai xi này. À. Phụ kiện đi kèm này. Đây sẽ đầu bơm bóng này, bơm xe đạp, bơm xe máy này. Bơm vòi hơi này. Đây sản phẩm đây. À đây, xem hộp đi nha. À, đây cái này bên này tiếng Trung Quốc, bên này tiếng Anh này. Điện áp của bơm là 7V4, tức là nó sẽ sử dụng hai cái cell pin này. Hai cell pin này em có coi là thì em thấy mình là dân làm pin nên là sử dụng hai cell pin này thì khá ok. Về mình dùng thời gian mà nó hư pin thì thay hẳn hai cell Samsung 25R này rồi này, hoặc là không thì quất hẳn cái thằng Samsung Sony VTC6 rồi này. Này là dung lượng 3000 này. À, dòng xả nó là 10A, 120W 10A. À, lực bơm là 150 PSI. 30 lít trên phút. Cái gì đây? 15 cm. Cái này là cái gì đây? À cái dây vòi phun. Đó, sản phẩm đây, mới hai mã. Mã A là như là không có sạc. Mã B, mã C này là có sạc này. Đó. Đây, khá ok. Đây, bóc ra những vật chính đây. Trong hộp và không còn gì nữa, còn túi thôi. Đây, sách hướng dẫn. Ồ, cầm khá chắc chắn này các bác này. To hơn bim của cái bơm của Xiaomi. Nhưng mà mình thấy to như này mình có vẻ là rộng chỗ, dễ chế chá, ví dụ như muốn quần không gian để chứa pin nha. Còn bơm của Xiaomi thì nó nhỏ hơn. Bơm của Xiaomi nó chỉ bằng cỡ bằng nửa này thôi này. Nó nhỏ quá. Em có chưa có dùng cái đó nhưng mà thấy nhiều bác mở ra thay thì bên trong chỉ thay được cái pin Samsung thôi, pin 1860 thôi. Còn cái này nó to này, nếu mà được thì có thể thay cái đôi pin 2700 này rồi thì khá ok này. Đó. Sản phẩm đây. Khá ngon này các bác. Cục sim. Ấy giời, có lớp sim. Đẹp quá. Lên nguồn. Tưởng nó không lên. À đến sẽ cho chế độ chọn này. Xe đạp. Speed eye là bơm bóng này. Bơm ô tô này, mình có thể đơn vị. Mình chọn tắt mở. Ô tô. Chọn speed eye. KB centimet 3. Thường em hay bơm sử dụng bơm xe máy, em hay sử dụng cái dòng đơn vị là PSI, tại vì trên lốp xe máy ấy, nó sẽ sử dụng là cái đơn vị PSI. Rồi đây. Đèn pin mà đèn đây. À đây. Đèn cũng khá sáng nha. Đèn này đèn cứu hộ này. À, nó có thêm cổng làm pin dự phòng này, sạc này. Trên mắt em sẽ sạc lô đây. Xem báo sao đây này. Đang báo đầy pin này. Đây, lấy cái dây của nó sạc luôn này. Nha, sạc được nó tắt. Dòng sạc là 1.1A. Cái này nó đúng rồi. Vậy là sạc có 1A thôi, nó cho sạc dòng có 1A. Đây, vòi bơm đây, à, nó cuộn ở trong này. Làm cái này cũng khá gọn. Của Xiaomi thì nó sẽ bút này đây. Của Xiaomi thì nó những cái hãng khác nó vặn. Ở đây làm kiểu này thì mình cầm cái vòi nó gọn hơn. Xiaomi thì nó cắm kiểu này. Nó cắm kiểu này, xong rồi cầm lên xách đi. Nhưng cái này em thấy thiết kế kiểu này cũng khá ok này. Gọn này. Đó.
Đó, bơm. Rồi, ok. Bây giờ sẽ đi sạc đầy đã. Rồi đó, em sẽ test cái bơm xe máy nha. Đấy, sản phẩm thì bơm này thì cũng không cần phải đọc hướng dẫn nhiều, nó cũng dùng, nó cũng đơn giản thôi. Các bác dân mà như em, dân chế cháo rồi thì những cái này thông số này không cần thiết. Cái chính là em thấy cái bơm này, kích thước này, bơm này chung là cũng không quá to, thứ hai là không quá nhỏ, vừa tầm. Như này là để phục đích cho mình chế cháo, tức là sử dụng này nó lại dễ tháo này, thứ nhất là có ốc này. Rồi em sẽ bung cái này bơm này ra cho các bác quay bên trong luôn nha. Tạm thời em sẽ sạc pin xong rồi ra test đã. Đấy, rồi bây giờ sạc đã xong em sẽ ra test cho các bác quay test cái bơm này, trong khi sạc cái trang trí lại cái bơm để nhìn cho nó đẹp mắt. Đó, ok, khởi động đây này. Thì trên lốp ô tô xe máy thì, đều có thông số hết. Đây như cái lốp này này, cái đề là 44 PSI. Thì trên này nó cũng chọn này, đây mình chọn cái gì đây. Xe máy này, nó là 45 PSI. Đó, là khá chính xác với tiêu chuẩn của nhà sản xuất đưa ra. Đó, mình có thể dán đi. Thì bây giờ là bánh này của em đang đầy này. Khi mình lắp vào thì là nó sẽ báo. Bây giờ em sẽ xả hết này ra. Xả hết hơi ra này. Xả hết hơi ra, nó bơm từ đầu luôn. Nói chung là bơm này là bơm dạng như là để phòng thế thôi, nhưng mà bây giờ em sẽ cùng test để cho sẽ xả hết bơm hơi trong cái lốp này đây. Em xả hết rồi đã. Lắp vào nó sẽ báo số hơi này. Đây em đang xả còn 11 này. Em xả tiếp này. Xả đến về không luôn này. 9 8 này. 7 này. Đó, hết rồi, đang xả hết rồi. Xả hết luôn. Rồi, sạch hơi. Rồi, này. Bánh xe này. Xẹp lép luôn. Không bị đai này. Đó. Xẹp lép luôn. Không lên nữa nha. Không còn miếng hơi nữa này. Đây. Đó, một xíu nó xả nốt đây. Rồi, hết sạch luôn. Ok. Rồi, bây giờ em sẽ tiến hành lắp và bơm này. Lắp vào bơm này. Đó, mình chọn này, ô tô xe máy này, đây là ô tô. Xe máy là 45 PSI thì em sẽ giảm xuống 44 PSI thôi. Này. Đó, 44 giống như cái thông số của lốp đưa. Ở đây là em sẽ cùng cái này là cái đồng hồ báo này. Bắt đầu này. Vậy em vừa bấm dừng là lúc 1 phút 20 giây, nói chung khoảng 1 phút 15 giây thôi, nhưng mà tôi cứ cho 1 phút 20 giây đi là bơm đầy bánh xe này, căng này. Đó, nó báo ở áp đủ áp rồi này. Đó, rồi bây giờ tháo ra. Nó thiết kế cái vòi này thì hơi cái đó hơi bất tiện, mỗi lần vặn hơi bất tiện thì rồi ok, pin nó không có tụt cọc nào. Đó, mất lốp xe máy này là hết 1 phút 20 giây. Khá ok. Rồi bây giờ sẽ cùng vào trong bung máy cho các bác quay tham khảo. Chế độ bơm xe đạp này. Bình thường mình đang chọn ô tô này. Xe máy này. Xe đạp này. Để auto luôn nha. Chạy.
tự ngắt luôn. À, ok, 2 ký 3. Tay này khó. Đó, mình để nó có chế độ hết trên này rồi. Ô tô thì mình chuyển ô tô, xe máy mình để xe máy, xe đạp để xe đạp. Đây, phần 35 đây. Thì sau 2 lít test bơm xe máy với lại bơm xe đạp thì phần quan trọng nhất mà các bác chắc muốn thăm xem thì nó là cái phần nội thất của cái máy này. Cái vì sao mà em phải mua cái máy này? Tại vì em thích nó to như này, là vì mình có thể độ pin. Thì bây giờ em sẽ cùng tháo ra cho các bác xem bên trong nó cấu tạo như thế nào và mình có thể sửa pin được không, dễ dàng không. Thì thứ nhất em thấy ốc vít đây này như thế này là mình có thể tháo dễ này. Những cái dòng kia mình phải cạy thì nó cực kỳ khó, như đây thấy ốc vít như này quá ok này. Tháo luôn cho các bác xem nha. Đấy các bác thấy không? Đấy, gần tháo ốc vít phải là nhất là được, mình thấy được hết nội thất bên trong. Mình nhìn này, nhất nó thiết kế như này, khá là rộng rãi như các bác này. Đây, nó thiết kế theo công số nhà sản xuất đưa là pin là 7V4. Thì đây nó sử dụng 2 cell pin này. Đây, đấy chỗ này còn khá rộng này. Đây, sẽ cùng gỡ cái cell pin ra này. Đây, máy đây. Tất cả nó nằm hết ở đây. Gọn gàng như này. Pin này. Đó, pin có mạch bảo vệ lớn này cơ mà. Pin này, pin này của nó là công suất là 7V4 2000 mAh. Đó, pin mới luôn này. Ngày 6 tháng 7 2023. Đó, đấy. Thế nên là khi mà các bác muốn thay cái pin này thì các bác thay cái pin Samsung 25R này là nó đạt được 2500 là lớn hơn chút này. Còn các bác muốn lớn nữa thì có thể thay cái pin này Samsung VTC Sony VTC 6 này là dung lượng 3000, dòng xả cao nha. Chứ còn cái pin Samsung 35E này dung lượng đến 3500 nhưng lại không ráp được tại vì dòng xả thấp, không thể chạy cái máy được. Cái này là pin 2000, không biết là sử dụng cái pin gì đây. Này chắc sử dụng thường pin lithium thôi. Lithium hay gì đó. Tạm thời này. Đây. Motor đây. Nó sử dụng piston đi qua cái nhông nhựa này giảm chấn này. Thì cái này em thấy mấy cái máy em tháo là nhiều thì nó sử dụng nhông nhựa nó khá ok này. Đây nó có phớt hết này. Đây là có bạc đạn này, đây là bạc đạn này. Piston này. Cao su này, phớt này. Motor này, đòi motor này. Motor này motor 355. Ngang 355. Dài là 51. Ờ motor này cũng rẻ kiếm trên thị trường thôi. Còn mà nếu mà được thì em sẽ độ motor không chứa than, sau này kiếm motor không chứa than độ rồi. Thiết kế khá chắc chắn này các bác này. Vòi bơm này. Áp suất để ngắt này. Đấy, quay thực tế cho các bác xem. Đấy, tức là mình thấy đó, cái này diện tích là rộng như này là các bác có thể độ được pin. Đó. Khoái cái này. Những cái nhỏ gọn có thể như thì đút vào xe nó gọn, nhưng em thấy em thích cái kiểu này. Là bây giờ pin như này, cell 2 cell như này. Mình dễ thay này. Mà em đang dự tính là nếu mà được ấy, em thay hẳn cho cái cell Sony VT6A này. Cái này dung lượng 4000 này. Đó, đút đây này. Đủ chỗ nha các bác này. Đủ chỗ luôn này. Ok này, cái này chế rồi là đẹp luôn, cắt mấy cái mia đi là ok luôn này. Đó, đút hẳn 2700 này, pin này. Thì đạt 4000 thì tháo mà bơm. Đấy, còn không thì các bác chế kiểu này. Xem nào, thêm vào đây. Đây, cái áp suất này qua một bên. Đút đây một cặp kiểu này nữa này. Đút theo kiểu này thì nó hơi vướng cái vòi. Vậy là chỉ có đút cái chiều, nếu mà muốn thay nhanh thì 18650 này thì mình cứ đưa nguyên cặp 18650 cái loại Sony này vào là ok này. Đó, cặp này đạt được 3000 luôn. Đó, dùng lượng nó hơn thằng này 2000, thằng này là 3000. Khá ok này. Đó, còn nếu mà chế cháo thì em sẽ dùng cái pin này thời gian thì nó hỏng thì sẽ chế cái pin này vào. Thì nó chế cái pin này em sẽ làm video chia sẻ thêm. Đây có cái mirror này. Việc cắt cái mía phát lên đến đây là ok này, đút được 2 viên này là khá ok này, 2700, siêu dung lượng 4000, ngon luôn rồi đó. Em chủ yếu là muốn cho các bác xem nội thất bên trong như vậy đó. Motor đây, tông đây, áp suất đây.
thứ này, các thứ làm rời gọn kẹ đó, pin làm như này, cắm này gọn này, chung là dễ thay dễ sửa chữa đó. Thích nhất là có thể tự mình sửa chữa được, ví dụ như là không gửi cho người ta được thì mình có thể mua pin, mua pin của một shop nào đó người ta làm cho rồi về tự thay à, tiện cái đó. Chứ còn nhiều cái là phải tháo rồi, những dòng Xiaomi hay những dòng bơm khác là các bác không chuyên thì không thể tháo được đó. Ok đó, đó ngon lành đó, lại ráp vào đó như chưa hề có cuộc chia ly. Lại lắp vào bình thường, ok bạn ơi. Đó bạn ốc là thôi mang quần đó chạy ok đó, ngon lành. Bật đèn chớp đây, chắc cổng Maiko này à, từ ông sạc này, cắm chân sạc luôn đó, ra điện 5V này ok. Đấy thì video muốn quay chia sẻ cho bác đó, xem máy này cũng như là bung nội thất này, cho các quay tham khảo. Đấy bác nào có thể mua con máy này về đó, sử dụng thời gian hỏng để tự tháo ra, thay pin thay motor vậy thôi. Ví dụ như cái mạch này mà nó hư chẳng hạn thì ta chơi trực tiếp, câu chơi pin trực tiếp vào cái motor thôi mà chạy thôi. Đây em sẽ test cái dòng cho các quay luôn nhé, test cái dòng chạy của nó này. Chắc luôn cái dòng chạy máy này. Chí nào trượt cái này ra đây, dòng khá ok nha, đúng nhà sản xuất đưa này, nói là dòng 10A. Em test đây thì em vừa làm cầm rồi thì lên được đến 9A mấy, là vậy là 10A là khá ok. 10A nhân với lại 8V thì khoảng 80W à, vậy là đúng thông số nhà sản xuất nó đưa ra là 120W. Thì khi vào tải nữa này, khi các bác bơm áp suất lớn nữa, tại vì cái này em không giữ được cái này, đâm ra nó không đo được chính xác. Như vậy là khá ok nha, đo vậy là đúng đấy. Dòng xả khá cao, phải xả 10A. Thì các bác có thay những cái pin Samsung chẳng hạn, hoặc là pin Sony này, thì dòng xả mới chịu được. Cái này là sử dụng pin Lithium gì đó. Rồi, video muốn quay chia sẻ cho các bác quay tham khảo như bung nội thất cho các bác xem vậy. Rồi, video thì kết thúc đây. Một lần nữa Hiền Trần xin cảm ơn các bác đã qua video này. Nếu thấy hay để chia sẻ cho người thân bạn bè cùng xem, đăng ký kênh sẽ làm video chia sẻ thêm. Vâng, xin chào, gặp lại các video. Ok. Chạy ngon lành. Đó. Ok.